tôi đi, tôi còn sống mà. Này, anh chưa bao giờ chăm sóc bà ngoại vì tiền, huống chi một chút tiền chế độ này. Thế còn anh nói này, đất ở bên quận Tư ấy, bà đã làm di chúc, làm thủ tục quyên góp để Ủy ban nhân dân quận xây trường mầm non rồi. Đừng có tính toán nữa. Linh lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm